Hello, chào mừng cả nhà quay lại với kênh bất động sản của Hải Nam nha. Vâng, hôm nay ngày 19 tháng 1 năm 2020 thì hiện tại Nam đang đứng ngay tuyến đường DX614 ngay tại dự án Golden Future City của chủ đầu tư là Kim Oanh nha cả nhà. Vâng, thì ngày hôm nay theo yêu cầu của một anh khách hàng của mình thì yêu cầu nhờ mình review lại tiến độ thi công hiện tại của dự án Golden Future City hiện tại làm tới đâu rồi. Vừa rồi thì cũng có một cái vài thông tin về cơ sở hạ tầng ở ngay dự án này. Thì bây giờ thì trong vòng khoảng là mấy ngày gần trở lại đây thì bên chủ đầu tư đã và đang hoàn thiện lại cơ sở hạ tầng và sửa chữa lại một số cái hạ tầng bị xuống cấp, cũng như làm lại tất cả cái hệ thống vỉa hè ở ngay dự án này. Đây là một tin rất là vui đối với những khách hàng đã từng đầu tư ngay khu vực này nha. Ở đây thì vỉa hè gần như đã hoàn thiện 100% nha cả nhà. Trong vòng mấy ngày trở đây thì chủ đầu tư mình được biết là chủ đầu tư đang gấp rút làm cơ sở hạ tầng và sắp tới thì sẽ tiến hành là bàn giao cho khách hàng. Thì ở đây cơ sở hạ tầng đã trải đường này, vỉa hè đã làm gần như là xong, và tất cả một số cái đoạn đường bị xuống cấp ấy, thì bên chủ đầu tư đã cải thiện gần như là cơ bản khoảng được 90% rồi nha cả nhà. Và một số vị trí thì đã chưa, trước đây chưa cắm móc về tường lô thì bây giờ đã có móc rồi nha cả nhà. Hệ thống nước cũng có rồi. Đây có một số đoạn thì đang còn làm dở nhé. Nhưng mà đa số thì hoàn thiện được khoảng 90% rồi. Vâng, thì đặc biệt ở đây mình cũng có thấy đó là cái hệ thống đèn đường á, thì bây giờ đã lắp hệ thống vít và làm một số đổ bê tông để sắp tới bên chủ đầu tư chắc chắn sẽ là lắp hệ thống đèn đường ở đây nữa, thì coi như hệ thống cơ sở hạ tầng đó là cơ bản là sẽ hoàn thiện ngay tại khu vực này nha cả nhà. Xin chúc mừng tất cả các anh chị đã từng đầu tư ngay tại khu vực này. Và đặc biệt dự án khu dân cư nhà ở Golden Future City này thì cái mặt tiền đường vào á, thì DX614 hôm rồi mình có chia sẻ với cả nhà thì đang được nâng cấp và mở rộng ra thành 15m cho cả nhà. Vâng, khi mà cơ sở tầng ở đây hoàn thiện và tuyến đường vào thì hoàn thiện nữa, thì ở cái bất động sản ngay khu vực này thì chắc chắn nó sẽ lên một cái mức giá khác. Vâng, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video nhé. Hẹn cả nhà vào những video sau. Cả nhà ơi, mình nếu mình thấy hay ấy, và cảm thấy thông tin bổ ích thì ủng hộ Nam bằng like, chia sẻ video cũng như đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để có thể nhận những video cập nhật mới nhất về dự án này hoặc những dự án tới ngay tại khu vực Hòa Bang cũng như một số ngoài dự án ở Bình Dương nha. Xin cảm ơn cả nhà, hẹn lại cả nhà vào những video sau. Chúc cả nhà ngày mới tuyệt vời nha. Xin cảm ơn.